hạnh phúc được mất khổ vui, nó lại thuộc rất lớn vào phúc đức hay là cái nghiệp xấu của con người. Có những lúc chúng ta cho là người đó ngu. Xin thưa các vị, ngu chưa hẳn là quả. Ngu có đôi khi là cái không được khôn. Cái phước về trí thông minh không có. Nhưng mà có những người ngu họ lại giàu. Họ có thể dốt về chữ nhưng mà về tiền của họ lại giàu. Là tại sao? Họ có cái phước về giàu có. Cho nên là thành bại được mất nó không quá quan trọng ở chỗ ngu hay khôn, mà nó quan trọng ở chỗ là người đó phúc đức nhiều hay ít. Nếu chúng ta không đủ phước, có khôn cách mấy, có gian cách mấy, có ngoa cách mấy, chúng ta cũng không để đạt được mục đích của mình. Người xưa cho mình biết rằng trời không cho hùm leo dây, có phải không? Câu nói đó là mang cái nghĩa gì? Có mang nghĩa là một người đạt được mục đích của mình, phải nói là nó lệ thuộc rất lớn vào phúc duyên của người đó, chẳng phải bằng thủ đoạn. Anh không phải anh khôn hơn, anh thủ đoạn hơn, anh có cái thế hơn rồi anh có thể làm được mọi thứ như mình mong muốn. Xin thưa, đó là lời Phật dạy, tổ dạy, lời của kinh nghiệm của người xưa cho chúng ta thấy rất rõ ràng. Vì vậy, cái việc mà là phước báo của một con người trong cuộc đời tương đối này nó rất là quan trọng. Người xưa khuyến khích chúng ta gìn giữ và tạo phúc là gì? Để chúng ta có cuộc sống an vui và hạnh phúc lâu dài. Sự thông minh của mỗi con người cũng là phước báo. Nhớ nha, thông minh và trí tuệ khác nhau. Thông minh là nhờ phước báo mà ra, tức là người đó nhờ cúng đèn cho Phật nè, hay là từng giúp cho những người khác học hành nè, hay là từng chia sẻ bằng kiến thức hiểu biết của mình một cái cách rộng lượng nè, mọi thứ nó sẽ tạo cho người đó cái duyên để đời đời sinh ra thông minh. Cho nên thông minh nó lệ thuộc phước báo, nhưng mà trí tuệ không lệ thuộc phước báo. Trí tuệ lệ thuộc vào gì? Giỏi, cho chú này chàng phá tay. Trí tuệ là lệ thuộc tu tập. Phải xác định rất rõ nha, có thông minh chưa hẳn có trí tuệ. Đây là một vấn đề mà tôi chia sẻ nhiều, tôi không cần lặp lại về các vấn đề này mà tôi nói cho các vị thấy như vậy. Trở lại vấn đề, chúng ta thấy cái phước nó đóng vai trò rất quan trọng. Nếu hết phước khó duy trì được sự nghiệp của mỗi con người. Cho nên một số những trường hợp họ giàu rất nhanh và họ xuống cũng rất nhanh. Ta nói là giống như giàu lửa rơm á. Có những người giàu rất nhanh, có những người giàu là do trúng số, có những người giàu do trúng đất, có những người giàu do trúng bánh một cái gì đó nhất thời. Nhưng mà sự thật rằng cái giàu đó với kinh nghiệm của người xưa cảm thấy rằng nếu chúng ta bo gìn giữ mang cái nghĩa là của mình thì mình cứ xài, thì xin thưa rất khó ai duy trì được tài sản bằng cách đó được lâu dài. Rất nhiều người trúng số nhưng mà cuối cùng chưa đầy một năm cốt khỉ hoàng cốt khỉ, thậm chí sau đó rồi còn tệ hơn lúc chưa trúng số. Rồi có những người trúng đất do đồng tiền có một cách rất là đột ngột, giống như từ trên trời rớt xuống. Cho nên đôi khi sử dụng một cái cách gọi là cẩu thả, hoặc là thiếu cái sự hiểu biết trong sử dụng tiền, rồi chẳng bao lâu tiền đó cũng hết, mà tiền mất lại tật mang nhiều thứ. Thậm chí con cái bị thương tật do sự cố, thậm chí anh em trong gia đình tàn sát đẫm máu lẫn nhau, nhiều thứ linh tinh. Thậm chí một số người do ăn chơi mang bệnh hoạn, những hậu quả của các vấn đề tiêu thụ phung phí bậy bạ nữa. Vậy thì ở đây tôi nói với các vị, cái những người có phước mà không biết bảo vệ theo cái cách như vậy thì rất khó để duy trì được những nhu cầu tốt đẹp lâu dài. Cho nên khi gặp những người được trúng số hoặc trúng đất có tiền của nhất thời, giống như từ trên trời rớt xuống, thì người ta hay khuyên là nên bố thí, nên cúng dường á. Đó là cái cách để người ta giúp cho mình có phước để lưu giữ nhiều thứ hơn. Các vị muốn gìn giữ một sự nghiệp hay gìn giữ một cuộc sống cho mình,
Không phải là do các vị khôn ngoan, quyền thế và các vị có sức mạnh để các vị bảo vệ được đâu. Chỉ có phước báo mới giúp các vị lưu giữ và bảo vệ được mà thôi. Những người học Phật chúng ta nói cái này nó có cảm giác giống như người khác thấy rằng nó vô hình quá, nhưng mà nó là một sự thật. Nó vô hình nhưng nó được cụ thể quá trong đời sống của mỗi con người chúng ta. Cho nên người học Phật phải thấy rất rõ tại sao chúng ta cần phải làm phước, tại sao chúng ta cần phải giúp người. Sự thật rằng mình làm, mình ăn hay là mình giữ cái tài sản, mọi thứ của mình có ra, cái này mình lỗi gì? Nhưng mà ở chỗ người có trí nhìn sâu sẽ thấy được rằng là khi chia sẻ, giúp đỡ, tạo phước, nó làm thêm cho chúng ta cái gì? Cho nên tôi nhớ mấy chục năm về trước, khi tôi còn ở trường trung cấp Vĩnh Long, có cái cô Phật tử đó, cổ khóc với Hòa Thượng Đắc Pháp khi mà cổ ủng hộ cho chùa chiền, cho các cái nơi từ thiện rất là nhiều, trong khi con cái mà xin tiền thì cô phải tra hỏi và cho một cách khiêm tốn, thậm chí khắt khe. Thì con nó mới trách mẹ, nó nói mẹ đó xem tụi con là con ruột hay là con ghẻ vậy, trong khi những nơi từ thiện, chùa chiền xin bao nhiêu con thấy mẹ cũng giúp, nhưng mà con là con của mẹ, tại sao con có nhu cầu này nhu cầu kia, con xin mẹ, mẹ lại khắt khe tra hỏi, thậm chí cho rất là hạn chế. Thì bà mới khóc, bà nói với các con rằng sự thật rằng mẹ đâu phải lột da sống đời để nuôi con. Mẹ muốn các con còn hạnh phúc như lúc còn ở bên mẹ, nhưng mà vì mẹ không thể làm được chuyện đó suốt đời, cho nên mẹ phải tạo nhiều phúc đức cho các con, để mai này mẹ có chết đi thì phước báo này vẫn giúp cho con hạnh phúc lâu dài cũng như khi còn có mẹ. Bà mới mang câu chuyện đó, bà tâm sự Hòa Thượng Đắc Pháp là con làm việc cho Phật Pháp, cho xã hội, và con bị trách móc như vậy, thì Hòa Thượng thấy rằng công việc con làm vậy có sai hay không. Như vậy thì các vị thấy rất rõ, cái người có tâm và người có trí, họ sẽ biết làm gì cho những cái việc mà mình, khi mình có nhu cầu hơn người ta. Cho nên trong quỹ từ thiện của tôi, sau cái đợt gần nhất là cái đợt vừa rồi đi chia sẻ với những người bị thiên tai lũ lụt ở miền Trung, tôi mới nói với các vị trong từ thiện, nếu may mắn sinh ra trong cuộc đời, hãy nguyện mãi mãi là người ban tặng, đừng có bao giờ bất cứ lý do gì để trở thành người đi nhận sự ban tặng. Rất là có tâm và khôn ngoan nhất là cuộc đời này, nếu chúng ta có đủ điều kiện hoặc là chúng ta còn có duyên để ban tặng, phải nói đó là niềm vui của chúng ta. Nhưng mà đừng ngã mạn, hay là đừng bao giờ khinh thị, hay là đừng bao giờ là cộng trừ nhân chia với những người đói khổ. Sự thật rằng tất cả mọi thứ diễn ra có cái vấn đề gian dối hay là thế này thế kia không đáng, nhưng mà nghiệp của họ chúng ta cũng đừng trách. Mãi mãi là người ban tặng đi, đừng có nhìn vào những cái lặt vặt đó không đáng. Cuộc đời của họ rất là đau khổ bởi nhiều thứ, bởi hoàn cảnh, và trong đó có kể cả nghiệp chướng cùng với mỗi con người khi có mặt trên cuộc đời nữa, không ai muốn đâu. Cho nên các vị thấy rằng để được làm phúc đức là việc quý báu vô cùng, hạnh phúc vô cùng. Những người có trí phải thấy được cái chỗ này, cho nên đừng kèn cửa. Nhưng mà con người thông thường khi không được Phật Pháp ươm mầm, khi không nhìn nhận mọi thứ bằng cái tâm, thì con người ta khó nhận ra được chỗ này lắm. Ai cũng muốn gom vào và giữ vào cho mình, chứ không ai muốn cho ra đâu các vị. Cái cá tính của con người là như vậy. Tôi có cảm giác rằng con người ai cũng ham vui, sợ khổ, thích phước, sợ quả. Nhưng mà hầu như con người xử lý chưa có phù hợp với cái việc tạo phước, hay là đối với vấn đề ngăn quả như thế nào cho hợp lý.